cô giáo bị phạt 5 năm tù vì 45 triệu đồng, luật sư đề nghị trả tự do. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung đã đưa ra những căn cứ quan trọng, đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, tuyên cô Dung vô tội. Sáng nay, ngày 13 tháng 6, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục dạy nghề nghiệp, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tại phiên tòa sáng nay, 6 luật sư tham gia bào chữa cho cô Lê Thị Dung đã đưa ra những chứng cứ, tài liệu chứng minh quá trình điều tra, xét xử của tòa sơ thẩm có sai phạm, vi phạm tố tụng hình sự. Luật sư Trần Đăng Phúc thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc cơ quan điều tra thu giữ tài liệu, bản gốc, hồ sơ kế toán của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp huyện Hưng Nguyên để điều tra là trái quy định pháp luật. Ngoài ra, nếu như tòa sơ thẩm cho rằng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp huyện Hưng Nguyên hoạt động giống như cơ sở giáo dục phổ thông, nên việc quy định về chế độ làm việc phải áp dụng theo thông tư số 28. Về cái này, luật sư Vũ Quang Ninh thuộc Đoàn Luật sư Quảng Ninh khẳng định là sai quy định pháp luật. Về việc án sơ thẩm cho rằng bị cáo Dung đã lập chứng từ khống, thanh toán trùng lặp 2 lần. Tuy nhiên, luật sư khẳng định tòa sơ thẩm lại không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cô Dung đã lập khống, chi trùng lặp 2 lần. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, tuyên cô Lê Thị Dung vô tội, từ đó đình chỉ điều tra vụ án. Các luật sư cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của trung tâm để đảm bảo tính khách quan, công bằng. Cũng trong sáng nay, trình bày quan điểm tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định trong kết luận điều tra số 62 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, kết luận từ năm 2011 đến năm 2017, bị cáo Lê Thị Dung đã tự kê khai thanh toán một số khoản sai quy định với tổng số tiền hơn 103 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Dung trực tiếp ký duyệt, đồng ý cho các cán bộ giáo viên khác thanh toán tiền thừa giờ không có trong quy định với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Các khoản tiền nêu trên qua giám định tài chính đều xác định thiệt hại cho ngân sách của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Tuy nhiên, tại phần kết luận và kiến nghị lại xác định hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị cáo Lê Thị Dung, giám đốc trung tâm đã nhiều lần, trong đó có 2 lần, mỗi lần trên 10 triệu đồng của các năm học 2014-2015, 2015-2016. Bị cáo Lê Thị Dung đã chiếm đoạt nguồn ngân sách nhà nước cấp cho trung tâm với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng. Hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn của bị cáo Hương đã nhiều lần giúp sức cho bị cáo Lê Thị Dung, trong đó có 2 lần, mỗi lần trên 10 triệu đồng. Như vậy, quá trình điều tra chưa xác định được rõ trách nhiệm đầy đủ của bị cáo Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương và những người liên quan khác đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung là hơn 103 triệu đồng, chi cho các giáo viên khác là 175 triệu đồng. Riêng đối với khoản tiền trên 48 triệu đồng nằm trong tổng số tiền hơn 103 triệu đồng, cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận bị cáo Dung chiếm đoạt, vi phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ là không đáp ứng cấu thành của Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên là trường thuộc hạng 5, theo thông tư số 48 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên là loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và thực hiện chế độ tự chủ. Qua đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho rằng, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm chưa làm rõ được nội dung việc đi học cao học, tập huấn, việc kiểm tra trong ngày làm việc bình thường, trực hè, bí thư chi bộ bồi dưỡng cho giáo viên, tuyển sinh. Từ các nội dung trên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An nhận định cấp sơ thẩm chưa làm rõ được các nội dung cần thiết để bảo đảm việc xét xử, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để, nên đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân.